Xin chào tất cả các bác nhé. Em bên công ty cầu trục HNC, bên em chuyên về thiết bị nâng hạ, thiết bị của cầu trục, pha năng, dây điện, máng C, cáp điện, chổi điện, rồi đĩa phanh, phụ kiện pha năng, cáp, hay là đĩa phanh, mã phíp, hay là nồi xo tang chống cuộn hút, các thứ, hay là khởi các thiết bị phụ kiện tủ điện, khởi thiết bị công tắc hành trình, hay là bánh xe cầu trục. Thì hôm nay đấy, em giới thiệu cho các bác một bộ điều khiển từ xa của Hanzen, hãng Hanzen của Trung Quốc nhé. Đây là của Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc là các bác nghĩ là hàng Trung Quốc, thường các bác nghĩ là hàng Trung Quốc nó chất lượng kém, nhưng mà đây hàng Trung Quốc này gọi là giống như kiểu là các bác là thường quan tâm cái hàng gọi là hàng nội địa đấy, nội địa Trung Quốc ấy, thì đây nó dạng kiểu như vậy, tức là hàng Trung Quốc chất lượng cao thì nó khác hẳn cho hàng Trung Quốc bình thường khác. Em mua một loại hàng Trung Quốc khác thì em sẽ giới thiệu cho bác ở video sau, nó chính là của Telegram ấy. Loại này là loại của Hanzen, thì giá của Hanzen này nó bằng nửa giá của điều khiển từ xa của Đài Loan Duco mà em video giới thiệu cho các bác ở video trước. Thì loại điều khiển từ xa Hanzen này nó có model là H106 đấy. H106 và điện áp điều khiển cũng như cái bộ Luco kia, cũng điều khiển mình dùng tùy cho các bác có thể dùng vào nguồn 3 pha 380, tức là dùng 2 dây 2 trong 3 pha của nguồn 380 cấp nguồn cho bộ điều khiển từ xa này, hoặc các bác dùng nguồn điện 1 pha điện dân dụng ấy, điện 1 pha 220 thì các bác cấp vào đây để cấp nguồn cho nó. Sau đây em xin phép mở được cái bộ điều khiển từ xa em đem đến đây cho các bác. Cái bộ điều khiển từ xa này cũng đi kèm nó cũng là một cái hướng dẫn sử dụng, vì nó hàng Trung Quốc đâu mà nó toàn chữ tàu, là chữ Trung Quốc thôi. Đấy. Và cái có cái mạch điện của nó trên đây có cái mạch điện của cái model bên ngoài nhỉ, model H là 106 hay là 108. Đấy. Trên đây các bác chỉ sử dụng điện AC, điện 220 và 308. Thì rồi có thể giới thiệu cho mình nhỏ trước nhé. Đây cũng có cái nò xo như của Duco ấy, nó cũng nò xo chống va đập, giảm chấn cho cái bộ thu này. Pin đấy, như hàng Đài Loan thì người ta không cấp pin, nhưng mà riêng hàng Trung Quốc thì người ta sẽ có một cục đôi pin 1.5V 73 đi kèm để các bác đấu, thì các bác lắp vào cái bộ phát này. Đây bộ phát, đây người ta gọi bộ phát hay là bộ tay bấm, tức là bộ phát thì đơn giản nó là một bộ phát tín hiệu để cho cái bộ khu này nó gọi là nhận tín hiệu, thì để cho điều khiển cho cầu trục chạy. Thì ở đây nhá, đây cũng bao da giống như cái bao da của Duco ấy. Nó cũng bao da này để chống bụi, chống bẩn cho các 6 nút điều khiển này. Đấy. Và cái dây này, đây người ta lắp sẵn, chứ không như Duco thì người ta bỏ gọn vào một túi, nhưng mà cái này người ta lắp sẵn cho mình để treo. Đấy, trong quá trình không dùng thì nó có thể để treo. Đấy. Các bác thấy cái này có giống như cái cổ Duco không ạ? Đấy. Model là H106 nhé. 106 tức là ở đây là nó tức là lại một tốc độ và 6 nút điều khiển. Nó cũng có gồm có cái nút điều khiển cấp ở trên này. Đấy, khi xoay thì nó lên và ấn thì nó dừng. Rồi khi muốn hoạt động thì phải xoay nút này, xoay thuận điều khiển đồng hồ và bấm start này. Đấy, thì chỉ các nút điều khiển này nó mới hoạt động, nó mới sử dụng được. Đấy. Đây nhá. Các bác đây em có cái tay bấm của Duco đây. Các bác xem nó không giống nhau. Rất là giống nhau này. Đấy. Hàng này cũng rất đẹp. Hàng Trung Quốc này nó làm theo mẫu của giống mẫu của Duco này. Hàng Đài Loan này. Nhìn nó rất là cứng cáp và dùng cũng tương đối bền, cũng chả kém gì hàng
Hàng Đài Loan nó chỉ mang mác là hàng Trung Quốc thôi. Trung Quốc, Đài Loan các biết trong trong ngành công nghiệp ấy thì hàng Đài Loan là một hàng tốt ấy, là chất lượng tốt đấy, tốt hơn cả Hàn Quốc. Nó bắt xem như mấy cái con Panang của Đài Loan ấy, mà phi tốt, hoặc là Black Beer ấy. Đấy. Thì giá cực kỳ cao, giá gấp có thể thậm chí là gấp đôi là hàng Hàn Quốc. Đấy. Đấy Panang ấy, nên là tất cả các thiết bị mà hàng công nghiệp này thì hàng Đài Loan là một hàng tốt ấy, là chất lượng cao, cực kỳ cao. Thế các bác nhá, kể cả dây điện cũng thế, dây điện hay là cáp điện của hàng Đài Loan thì giá nó cao và chất lượng nó cũng tương xứng với cái giá đấy. Nhưng các bác đừng tưởng hàng Đài Loan là hàng Trung Quốc nhé, nhưng không phải đâu. Hàng Đài Loan nó khác hoàn toàn hàng Trung Quốc. Hàng Đài Loan là công nghệ Đài Loan, các thứ là nó khác, nó tách biệt, độc lập. Chất lượng nó không liên quan đến hàng Trung Quốc cả. Đấy, đấy như các bác nhìn đấy. Một cái nhìn giống nhau, sao chép mẫu hình của nhau. Đấy, đúng không? Đấy. Nhưng mà màu vàng này là hàng Đài Loan này. Màu đỏ này hàng Trung Quốc, hàng Hengzhen, model là H106 thì giá của cái này nó chỉ bằng nửa giá của cái này thôi. Đấy. Thì các bác nào cần tư vấn nên là nhu cầu báo giá hay thế nào thì alo cho bên em theo số điện thoại em ghi ở trên video là 0985 789 247. Em giới thiệu tư vấn và hỗ trợ các bác 24/7 nhé. Bất cứ lúc nào các bác gọi em sẽ sẵn sàng tư vấn và báo giá cho các bác. Đấy. Nhá, đây là, em cũng không để giới thiệu nhiều vì nó cũng đây là mũ thu ấy, như cái phẩm loại hàng du cô đấy. Nó cũng có số seri hay là ID như bên kia ID, hai cái này nó rất là giống nhau đấy. Không ai nhìn ID của cái này là nó đều có chung là 106 này 20E96. Đấy, đây này 106 20E96. Đấy. Đấy, hai cái này phải cùng ID với nhau thì nó mới điều khiển được, nó mới nhận tín hiệu của nhau. Đấy, thì đây cái ốc này đây để bắt vào đây này, bắt vào đây để bắt lên Panang để chống va đập, hạn giảm chấn cho cái bộ thu này để không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của mũ thu. Dây thì cái này các bác nhìn có vẻ nó đơn giản hơn, nó ít dây hơn so với hàng Đài Loan. Đây nó chỉ gồm 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12 dây. Đấy, gồm 12 dây thôi. Nhưng hàng tiên này phải 17, 18 dây cơ. Đấy. Thì trên đây nó cũng đánh số nhá, các dây nó cũng đánh số hết nhá. Trong đó có hai dây nguồn, hai dây cấp nguồn cho nó là màu dây đen ở đây brown nâu ấy. Đây, hai dây dây một dây hai, đây hai dây này nó đánh số 1 số 2 luôn, một là số 2. Đấy. Hai dây này các bác cấp nguồn 3 pha 3.8, tức là hai dây 2.3 pha ấy. Hoặc là các bác đấu 1 pha 2.2 vào đây thì các bác đều điều khiển được nhé. Sau khi đấu vào xong rồi các bác bấm này là các dư neo trong này, sau đó các dư neo các tiếp điểm ấy, bấm cái nút này sẽ đóng mở các tiếp điểm của nó điều khiển cho Panang. Đấy, em đã giới thiệu xong cho các bác một bộ điều khiển từ xa của Hengzhen. Hàng này thì tất nhiên là chất lượng nó không bằng hàng Duco được, và nhưng mà nó cũng thuộc hạng nếu mà sử dụng thì nó hơn hẳn so với hàng TNE Clean F21 E1B mà bên em cũng đang bán rồi. Em sẽ giới thiệu cho các bác ở video sau thì các bác vào trong cái kho video của trên kênh của bên em ấy, thì các bác sẽ thấy em giới thiệu về cái điều khiển từ xa H10 Hengzhen TNE Clean kia, TNE Clean F21 E1B đấy. Thì cái video đấy em giới thiệu rồi thì các bác cứ tìm cho kho video là có thế nhá. Thì đấy, thì các bác cần nhu cầu mua hàng liên hệ
thì alo em cho số điện thoại em ghi trên video là 0955 789 247. Em bên cầu trục HLC, chuyên thiết bị nâng hạng, thiết bị cầu trục khoa năng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.